Dạ vâng ạ, em Toàn Cao Bằng xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay thì em lại gặp đến rất là nhiều mặt hàng lan rừng, muốn có bán chia sẻ với các bác phong lan với giá cực kỳ hợp lý thôi để cho các bác sưu tầm. Đây mà có mấy cái rễ kiếm cực kỳ khủng luôn các bác nhé, rất là đẹp và giá cả thì cực kỳ rẻ luôn để cho các bác sưu tầm. Rễ to như này là chỉ có 300.000 thôi. Đấy. Em sẽ điểm qua những cái dòng lan của nhân đang có trước, rồi lát em sẽ giới thiệu chi tiết từng mặt hàng sau. Đầu tiên em có kiếm hội hoa đỏ của Cao Bằng này, hàng dề củng và hàng kg, với giá chỉ 50.000 đồng một cân. Tiếp theo là hoàng thảo Nghệ Tâm, kiều tím miền Trung, hoàng lạp, hoàng thảo Vầy Rồng, một dòng lan hoa cực kỳ đẹp, phi điệp vàng, dáng hương nuôi cáo nguyên bản, quế lan hương nguyên bản, và những cái giò kèn tím, hái Helen, đùi gà trắng, vân vân, này có rất là nhiều luôn, hôm nay nhà em cập bến cực kỳ nhiều. Các bác mua hàng thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0327 550 678. Cái số này thì em cũng kết nối cả Zalo luôn. Thì các bác có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em để được đặt hàng. Rồi ok, em sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa, để em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng mặt hàng luôn. Đây đầu tiên là em có món rêu rừng bản địa chúng em này. Đây các bác trồng lan là không thể thiếu cái món rêu rừng này được. Thứ nhất là nó giữ ẩm cho cây lan, và thứ hai là nó tạo thẩm mỹ cho cây lan cực kỳ đẹp. Các bác mua khoảng 3 cân 4 cân đi, mình úp vào chậu là cái chậu lan của mình nhìn nó sẽ rất là đẹp. Đây, một cân thì cũng được khá là nhiều. Đây là nó còn khá là tươi các bác nhá. Cái dòng này để rêu này đi trồng là nó sống hết các bác ạ. Giữ ẩm cho cây lan phát triển cực kỳ tốt. Ví dụ các bác trồng lan không có rêu là nó 2 tháng nó mới ra rễ. Có rêu rồi thì khoảng 15 ngày nó mọc rễ rồi, vì nó có độ ẩm mà. Nên bán là 50.000 đồng một cân các bác nhé. Tiếp theo là em có lan Vẩy Rồng. Đây những cái hình lan thì em lát em sẽ giới thiệu thứ tự sau các bác nhé. Em sẽ giới thiệu mặt hàng kg trước. Tiếp theo em có lan Vẩy Rồng. Vẩy Rồng em bán là 150.000 đồng một cân. Hàng rất là đẹp. Đây các bác, hàng cực kỳ đẹp luôn, của bản địa Cao Bằng luôn các bác nhé. Trước khi vào giới thiệu thì em sẽ cho các bác xem mặt hoa, vì nhiều bác vừa tập chơi thì lại không biết cái dòng này, em đảm bảo với các bác là hoa cực kỳ đẹp. Đây các bác ạ, cây lan Vẩy Rồng thì nó thường mọc ở những cây cổ thụ này. Đây cái này là em chụp ở một quay ở một cái cây ở đầu làng. Cái này là cây cổ thụ đầu làng nên là không được chặt, nên là cây Vẩy Rồng nó mọc lên rất là nhiều. Đây hoa của nó nhìn đẹp chưa. Nếu mà chặt nguyên bản về nhà chơi thì quá là tuyệt vời các bác ạ. Nhìn vậy thôi ra hoa đẹp lắm các bác nhá. Đây. Hoa đẹp chưa. Đây, các bác ạ. Đây. Rất là đẹp. Vẩy Rồng dân vừa lấy về cho hàng rất là tươi đẹp các bác nhé. Em bán là 150.000 đồng một cân. Tiếp theo thì em có kiều tím miền Trung hay thường gọi là kiều hồng. Nên em còn một ít này thôi, hàng cũng còn rất là đẹp các bác nhé. Đây, còn ít nên em sẽ cho các bác, không cho các bác xem mặt hoa nữa. Nếu mà các bác nào quan tâm thì có thể lên mạng để tìm hiểu thêm. Cứ đánh vào là kiều tím miền Trung. Em bán là 350.000. Tiếp theo hoàng lạp em cũng còn một ít này. Đây, còn một ít này thôi, em bán giá để cho các bác sưu tầm thôi là 150.000 đồng, giá cực kỳ rẻ các bác nhé. Tiếp theo là em có hoàng thảo Nghệ Tâm. Cái này hoàng lạp, cái này là hoàng thảo Nghệ Tâm các bác nhé. Em bán là 160.000 đồng một cân. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa. Cái dòng này nhìn vậy thôi chứ ra hoa đẹp tuyệt vời. 2 tháng trước em có đi cắt ở nhà dân được mấy khúc mọc nguyên bản ở cây nhãn các bác, cực kỳ đẹp luôn. Đây các bác mua khoảng 3 cân đi ghép là sẽ rất là đẹp. 150.000 đồng một cân thôi các bác nhé. Đây là hoa của hoàng thảo Nghệ Tâm này các bác ạ. Đây, đây ảnh em chụp mà cái này thì khá là lâu rồi. Đây cắt ở nhà dân đây các bác nhé. Đây. Cái này là hoàng thảo kèn thôi. Đây các bác ạ.
Tháng trước em có đi đi cắt ở nhà dân này, đây đây cái cúc này này, đây các bác nhé, đẹp lắm luôn này. Này quay ở gạch nền nhà em này. Lúc đấy là lấy về nhà, lấy về vườn rồi các bác nhé, đẹp tuyệt vời. Nói chung là dòng này đáng để sưu tầm các bác ạ, hoa thì rất là đẹp, giá cả thì cũng hợp lý thôi. Này mặt hoa của kiếm đỏ các bác nhá, em cho các bác xem luôn, đến nhiều bác thì lại chưa biết hoa của kiếm đỏ rất là đẹp, giá cả thì hợp lý các bác nhá. Hoàng thảo nghệ tâm em bán là 160.000 đồng một cân, hàng rất là đẹp. Mùa này là mùa ghép của hoàng thảo nghệ tâm này, nó đang lên cái mầm gốc này các bác ạ. Mầm gốc đang lên là đi các bác ghép là nó bám vào giá thể luôn. Đây. Đây các bác ghép loại lan nào cũng thế, mình phải ghép đúng mùa thì nó mới đẹp được. Mấy mùa này đúng mùa luôn. 160.000 đồng một cân các bác nhé. Tiếp theo thì em có kiếm lô hội hoa đỏ của các bằng chúng em. Đây. Hàng thì dân vừa lấy về cho này. Và em bán giá cực kỳ rẻ luôn. 50.000 đồng một cân các bác ạ. Này, hàng rất là tươi đẹp, rễ cây như nào cũng có các bác nhé. Các bác muốn lấy hàng rễ hay là hàng rời thì cứ bảo em. Mặt hoa thì ban nãy thì em cho các bác xem rồi, hoa màu đỏ tươi, cực kỳ đẹp, cực kỳ rực rỡ luôn. Đây, hàng cực kỳ tươi, 50.000 đồng 1 kg cho kiếm hội hoa đỏ. Lát nữa thì em sẽ giới thiệu những cái rễ này, có mấy cái rễ to cũng đẹp lắm các bác nhé. Em sẽ giới thiệu thứ tự đi. Đây. Tiếp theo thì em có bốn phần hải hay len. Đây em đặt vào trong chậu thôi, chưa ghép gì. Em cứ bán mỗi phần như này là 100.000 các bác nhá. Hải hay len thì cây nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Bây giờ hoa nó màu vàng đẹp lắm. Các bác nào chơi là các bác biết rồi. Có thể lên mạng để tìm hiểu thêm các bác nhá. Đây là em toàn bán là 100.000 đồng một phần. Tiếp theo thì em sẽ đến những cái phần lan em đã ghi giá cụ thể này. Đây, em sẽ giới thiệu quế trắng tháng 8 trước. Quế trắng tháng 8 là một dòng lan đẹp đáng để sưu tầm. Và cái dòng này thì hoa cực kỳ thơm. Nó cũng được gọi với cái tên khác là quế lan hương các bác ạ. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 ngọn hình số 1 em bán là 200.000. Ngọn xếp đẹp. Đi các bác trồng một chậu 3 ngọn, một chậu 2 ngọn là sẽ rất là đẹp đấy ạ. Đây, 5 ngọn các bác nhé. Phần số 1 200.000, em có duy nhất 3 phần thôi. Tiếp theo phần số 2 này là 200.000. 1 2 3 4 5 ngọn xếp đẹp các bác nhá, 5 ngọn xếp đẹp này. Em bán chỉ có 200.000 thôi. Đấy, à, rất là đẹp. Tiếp theo là hình số 3 này, cũng 200.000. Đây. 1 2 3 4 5 ngọn, cũng có 5 ngọn các bác ạ. Đây, phần này thì cây này đi các bác trồng vào chậu là đứng lên như này là đẹp lắm này. Đây là hình số 3, em bán 200.000. Tiếp theo là hình số 4 là một cái chậu trầm hồng. Đây, cái này là nó lai hạc vĩ tự nhiên các bác nhé, lai ở ngoài tự nhiên. Nên nó có một màu hồng rất là đẹp mắt xước. Đây, hình số 4 này em bán là 150.000 cho các bác làm giống. Đây, trầm lai hạc ví ngoài tự nhiên. Em bán là 150.000. Tiếp theo hình số 5 là cũng 150.000. Đấy, hoa cũng đáng để chơi các bác nhé. Nếu mà có một chậu to thì nhìn sẽ rất là đẹp. Hình số 5 là 150.000. Tiếp theo hình số 6 này. Đây là đùi gà trắng. Đùi gà trắng hàng kia em nhân ra. Hoa thì đã có mặt hoa tại vườn. Đây là đùi gà tròn hoa đột biến trắng của bản địa các bằng chúng em. Em bán 250.000. Đấy, các bác nào muốn sưu tầm thì kết bạn Zalo với em gửi mặt hoa cho các bác nhé. Hàng thì nở hoa tại vườn rồi nên là các bác yên tâm. Tiếp theo hình số 7 này, 300.000. Đây, hình này ki to hơn. Có 1, 2, 3, 4 ki. Đây, ki 52 rồi, đây đang phát triển rất là tốt. Hình số 7, 300.000. Tiếp theo em có hoàng thảo kèn. Hoàng thảo kèn tím là một dòng hoa có mặt bông rất là đẹp. Em cho các bác xem một chút mặt hoa nhỉ, vì nhiều bác lại chưa biết mặt hoa của hoàng thảo kèn.
em sẽ giới thiệu sau các bác nhé. Đây là chuẩn hoang thảo kèn rừng, đã nở hoa tại vườn nên là các bác yên tâm. Đây là hoa của hoang thảo kèn các bác ạ. Nó thuộc top 1 trong 5 loại hoa lan đẹp nhất Việt Nam. Đây là những cái ảnh chụp ở triển lãm hội hoa lan Lai Châu các bác nhé. Nói chung cái mặt bông của kèn thì đáng để sưu tầm. Đây các bác ạ. Đẹp chưa? Đây. Những cái chậu to thì ra hoa thì sẽ rất là đẹp. Đây, đi các bác ghép vào kiểu như này thì nhìn đẹp lắm các bác nhá. Đây là hình số 8. Dòng kèn thì bây giờ rất là hiếm rồi. Em đảm bảo với các bác là không có shop nào có nữa đâu. Cực kỳ hiếm. Em bán 300.000. 1 dề, 2 dề, 3 dề, 4 dề các bác nhá. 5 dề. 5 dề, 5 ngọn. Đây là hình số 8, 300.000. Tiếp theo hình số 9 này, cũng 300.000. Có 1 dề, 2 dề, 3 dề. Tuy nhiên là cái dề mầm gốc nó phát triển nó dài đẹp hơn. Đây, thế nó ra cực kỳ khỏe này. Đây hình 9, 300.000. Tiếp theo hình số 10 này, 400.000. Đây, những cái mắt hoa cũ năm ngoái của nó thì rất là sai hoa. Đây các bác ạ. Đây, như chậu bên kia càng sai này. Mầm gốc thì bao nhiêu nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dề. 6 dề các bác nhá. 6 dề, 6 mầm gốc. Đẹp quá các bác ạ. Ra thế cực kỳ khỏe này. Hình số 10, 400.000. Tiếp theo hình số 11 này. Đây, cái chậu này đẹp chưa các bác? Đây, cái thời điểm ra hoa này nó sai hoa cực kỳ luôn. Hàng em lúc nở hoa thì em mới lấy về trồng. Nên là chuẩn hàng cho các bác 100%. Đây, 100.000 luôn các bác nhá. Hàng hoàng thảo kèn đã nở hoa tại vườn. Có chậu này đẹp quá các bác ạ. Đây, ra rễ cực kỳ khỏe các bác nhé. Cái rễ của nó mùa này nó phát triển quá khỏe luôn. Hình số 11 em bán 600.000. Đáng đồng tiền các bác nhé. Một chậu kèn bây giờ đẹp như này thì kiếm hơi khó đấy các bác ạ. Lúc nở hoa thì rực rỡ luôn. Hình số 11 em bán 600.000. Tiếp theo hình số 12 là em có cái chậu kiều vàng. Đây, kiều vàng chậu này em bán 170.000. Rất là đẹp các bác nhé. Giá cả thì hợp lý. Hình số 12 là 170.000. Tiếp theo hình số 13 là giá hương đôi cáo này. Hai ngọn xếp này. Đang có hoa. Hai cái chùm hoa này. Hình số 13 em bán là 180.000. Hai ngọn xếp đẹp. Lá thuần ở vườn 2 năm. Tiếp theo hình số 14 này. Là 250.000. Đây, hoa rất là tím các bác nhé. Cái vòi hoa dài quá. Có 3 ngọn các bác nhé. Đây, ngọn rất là to đẹp. 3 ngọn này em thấy rất là đẹp đấy các bác ơi. Đây, đẹp quá này. Đây. Hình số 14 là 250.000. Tiếp theo em có hai cái khúc quế tháng 8, quế lan hương thôi. Cực kỳ đẹp, nguyên bản luôn các bác nhé. Đây. Hình số 15 là 500.000. Đây. Nguyên bản với lại cây nó lá nó xếp đẹp. Đây. 500.000 các bác nhé. Xếp tụt tịt luôn. Lá ngắn này. Mà lá ngắn xếp tụt bản lá ngắn đẹp quá các bác ạ. Ba mầm mình cái này làm tác phẩm đẹp. Lá nó hơi lối nhưng mà em thấy cái cây này nhìn nó đẹp lắm. Hình số 15 em bán là 500.000. Quế tháng 8 lá xếp các bác nhé. Tiếp theo hình số 16 đây. Đây cái cúc này thì mới gọi là tuyệt vời này. Có hai rễ mỗi rễ một bên các bác nhé. Cúc này thì quá tuyệt vời, bám chặt lắm này các bạn. Hình số 16 nhé, em bán là 600.000. Cúc này là quá tuyệt vời luôn. Tiếp theo hình số 17 này, em bán là 300.000 một giỏ phi đề vàng. Đấy các bác ạ. Phi đề vàng thì hoa cực kỳ đẹp. Các bác có thể lên mạng để tìm hiểu thêm. Đây. Cái loại nào em cũng cho các bác xem mặt hoa là mất thời gian lắm nên là các bác
cố gắng lên mạng xem hộ em các bác nhé. Hình số 17 em bán 300.000 một giò phi đề vàng, rất là nhiều ngọn đẹp. Tiếp theo hình số 18 này, hình số 18 em có một cái khúc dáng hương đuôi cáo của bản địa Cao Bằng nguyên bản, hàng rất là đẹp. Vòi hoa này dài cực kỳ luôn, vòi hoa nó cũng dài tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? Chắc cũng tầm khoảng 70 cm. Cây này có rất là nhiều cặp lá này các bác nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cặp các bác nhé. Còn những cây này thì bé hơn, những cây con mà, cây này là cây mẹ. Khúc nguyên bản này thì các bác nào lấy thì chuyển khoản cho em các bác nhé. Em bán là 1.600.000 hình 18, khá là nặng. Tiếp theo hình khúc 19 này em bán là 800.000. Đây, 800.000. Cái khúc này em cân lên là được 12 kg, nên là các bác nào có thiện chí thực sự thì cũng chuyển khoản cho em. Đây, 1, 2, 3, 4 cây con rất là to. Cây mẹ thì nó bị gáy mầm, gáy ngọn rồi nên là nó đã đẻ ra hai cái ngọn con mới, một bên một ngọn đây các bác ạ. Không biết là ở trên rừng nó bị con gì ăn đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ôi, nếu mà cây mẹ không bị gáy ngọn nữa chắc cũng khoảng 15 cặp lá đấy. Mà tính từ cái ngọn bị gáy lá này là nó vào 12 cặp rồi. Đây, hình số 19 này em bán là 800.000. Thế tiếp theo để mà sẽ giới thiệu mấy cái rễ kiếm khủng đẹp các bác nhé. Giá cả cực kỳ rẻ luôn, quá rẻ luôn. Tuy nhiên là nó khá là nặng các bác nhé. Nếu các bác nào lấy thì chuyển khoản cho em được thì càng tốt, vì một cái rễ như này thì chắc cũng tầm khoảng 7-8 cân, em phải cân lên mới biết. Các bác lấy thì em cân lên sau các bác nhé. Đây, hình số 20 này em bán là chỉ có 350.000 thôi, cực rẻ luôn, không có chỗ nào rẻ hơn luôn. Gọi là giá rẻ lấy công làm lái đây, bán giá cực kỳ hợp lý. Một dê này khá là nặng, các bác lấy đi chấn vườn là quá là tuyệt vời này. Nhà các bác sân vườn rộng rãi thì mình lấy một cái dê, kiếm một cái chậu thật to là mình đặt vào thì sẽ rất là đẹp. Hoặc là các bác nhà có cây cối to ấy, thì mình đặt lên cái khe của cây luôn, hoặc là đặt vào gốc cây để tùy. Nói chung là các bác cũng để chỗ nào hợp lý là được. Cái dê thì chấn vườn nhìn nó xanh, vườn nó đẹp hơn, vườn nó đẹp hơn rất là nhiều các bác nhé. Đây là hình số 20 em bán là 350.000. 350.000, hàng dê củng đẹp. Tiếp theo hình số 31 này, em thấy dê này cũng rất là đều, lá nó dày, đều đẹp. Các bác nhìn từ xa là các bác biết rồi, hai cái dê này nó sàn sàn như nhau thôi các bác ạ. Này, cái dê này thì lá nó dày hơn. Đây, chắc mai em phải quay ban ngày thì nó nhìn nó rõ hơn. Các bác nào lấy thì em quay qua Zalo cho các bác nhé. Sáng mai em quay cho các bác xem xong. Đây, hình số 31. À, 21 chứ em nhập. Cái này hình 21 các bác nhé. Em bán 300.000. Đây, một cái dề kiếm khủng đẹp. Tiếp theo hình số 22. Đây, hình số 22 em bán 250.000. Hình 22 thôi các bác nhé, không phải là 32 đâu. Đây, em ghi nhầm, sai sót quá các bạn. Hình số 32 là 250.000. Một cái dề cũng rất là đẹp này, khá là to. Nhìn từ hướng bên này là quay nó cũng được đẹp thôi lắm. Em quay hướng bên này xem. Đây các bác ạ, hướng bên này nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Hình số 22 là 250.000 các bác nhé, giá quá rẻ luôn. Tiếp theo là hình số 23 này là cũng 250.000. Cái dề này đẹp lắm này, dày, lá dày, nguyên một dề. Đi các bác chỉ cần đặt xuống một cái chậu vừa ý thôi. Thực sự là một cái dề lan như này 250.000 là các bác đi lấy còn khó. Em bán giá cực kỳ mềm luôn, quá là mềm rồi các bác ạ. Nguyên một dề 250.000 cho hình số 23. Rồi ok, đây là tất cả các mặt hàng của nhà em ngày hôm nay. Em xin cảm ơn các bác đã xem video, mong là các bác sẽ mua
ủng hộ cho nhà vườn của em các bác nhé. Em xin chào các bác ạ.